Chào các học sinh. Chào mừng các em đã quay trở lại với các bài giảng trong chương trình số học 6 cùng trang khóa học.vietjet.com. Hôm nay chúng ta cùng cô Linh tiếp tục học bài 13 là bội và ước của một số nguyên. Vậy thì chúng ta sẽ xem là trong tập hợp số nguyên, liệu bội và ước nó có giống với bội và ước trong tập hợp số tự nhiên mà ở chương 1 chúng ta đã học không nhé? Phần 1 chúng ta cùng học về bội và ước của một số nguyên. Hỏi chấm 1 đề bài yêu cầu là hãy viết các số 6 và âm 6 thành tích của hai số nguyên. Đầu tiên cô sẽ viết số 6 trước đúng không? Thì cô thấy là 6 là số nguyên dương. Thì một số nguyên dương sẽ bằng tích của hai số nguyên cùng dấu đúng không nào? Như vậy trước hết là ta sẽ xét 6 là tích của hai số nguyên dương đi. Thì 6 sẽ bằng mấy nhân mấy? À, 6 bằng 2 nhân 3 này. Rồi bằng 1 nhân 6 cũng được đúng không? Bây giờ cô chuyển sang 6 là tích của hai số nguyên âm. Thì ta thấy là 6 còn bằng tích của gì nhỉ? À, 6 còn có thể là bằng âm 2 nhân âm 3 cũng bằng 6 đúng không? Hoặc ở đây, với trường hợp này thì cô sẽ đổi dấu thành là âm 1 nhân âm 6 thì chúng ta cũng được kết quả là 6 đúng không nào? Thế còn với âm 6 thì âm 6 là một số nguyên âm. Một số nguyên âm của chúng ta thì bằng tích của hai số nguyên khác dấu. Chúng ta nhớ nhé, bằng tích của hai số nguyên khác dấu, tức là một số nguyên âm nhân một số nguyên dương. Vậy thì ở đây số âm 6 của cô có thể viết thành là âm 2 nhân dương 3 này. Rồi 2 nhân âm 3 cũng được. Rồi đây, trong trường hợp này thì cô sẽ đổi dấu một số đi. Cô đổi thành là âm 1 nhân dương 6 hoặc là có thể bằng 1 dương 1 nhân với âm 6 cũng được đúng không nào? Đó là phần hỏi chấm 1 nhé. Tiếp theo chúng ta nhớ lại nào, hỏi chấm 2. Nếu cho hai số tự nhiên A và B với B là số tự nhiên khác không thì khi nào ta nói A chia hết cho B nhỉ? Ta nói A chia hết cho B khi nào? Khi và chỉ khi gì nhỉ? Khi mà có một số tự nhiên đúng không? Khi có một số tự nhiên Q, tức là khi có Q thuộc N, sao cho số A sẽ gấp số B Q lần, hay chính là A bằng B nhân với Q. Thì khi đó cô nói là A chia hết cho B, được chưa? Và nhớ lại nhé, số tự nhiên A chia hết cho số tự nhiên B. Khi cô tìm được số tự nhiên Q, sao cho A sẽ bằng B nhân với Q. Vậy thì định nghĩa này của chúng ta cũng đúng với tập hợp số nguyên. Đó chính là nếu cô có A và B là số nguyên, trong đó B là số nguyên khác không, thì như vậy, nếu như cô tìm được số nguyên Q, sao cho A bằng B nhân Q, thì ta nói là số nguyên A chia hết cho số nguyên B. Mình viết đây nhá. Cho A và B là các số nguyên, sao cho B khác không? Nếu có số nguyên Q sao cho số A bằng B nhân với số Q, thì ta nói A chia hết cho B. Và khi A chia cho B thì ta gọi A là gì nhỉ? Chúng ta nhớ lại nào, chúng ta sẽ gọi A là bội của B.
Còn cái anh B này chúng ta gọi đó là ước của số A. Nhớ nhá. Thì trong cái tính chia chúng ta có thể hiểu là A là số bị chia đúng không? Thì số bị chia sẽ là bội, còn số chia là ước, được chưa? Đấy, thì đấy là cái điều định nghĩa này nó giống hết trong số tự nhiên thôi. Ví dụ ta nói âm 9 là bội của 3, vì ta thấy là âm 9 bằng 3 nhân âm 3, đúng không nào? Đó. Ví dụ 1 của chúng ta, ta thấy là 3 nhân với âm 3 thì bằng âm 9, đúng không? Nên ta nói là âm 9 chia hết cho 3, hay âm 9 chính là bội của 3. Còn 3 là ước của âm 9. Đó, cách chúng ta dùng bội và ước để nói nhé. Tiếp theo chúng ta cùng làm hỏi chấm 3. Hãy tìm hai bội và hai ước của 6. Thì chúng ta thấy là số 6 đúng không? 6 được phân tích là bằng 2 nhân 3 này, rồi âm 2 nhân âm 3. Nên ta có thể kể ra hai ước của 6 là mấy nhỉ? À, ta thấy 2 nhân 3 được 6 đúng không? Nên ước của 6 gồm có số 2, số 3 này. Rồi âm 2 nhân âm 3 cũng được 6, nên ước của 6 còn có cả số âm 2 và số âm 3 nữa. Ở đây ta có thể nói là, cô thể lấy ví dụ nhé, ví dụ hai ước của 6 là, ví dụ như là cô thể viết là âm 2 và âm 3 cũng được. Đó. Tiếp theo chúng ta tìm hai bội của 6. Cô thấy là 6 nhân với 2 chẳng hạn, 6 nhân với 2 thì bằng 12 đúng không? Nên 12 là bội của 6. Hay là ta thấy 6 nhân âm 2. 6 nhân âm 2 bằng âm 12 đúng không? Nên là âm 12 cũng là bội của 6. Đó, là hỏi chấm 3. Và từ đây ta sẽ có một số chú ý như sau. Như vậy ta thấy là nếu số nguyên A bằng số nguyên B nhân với một số nguyên Q, trong đó B là số nguyên khác không, thì ta nói A chia cho B được Q, và ta sẽ viết phép tính chia là A chia B bằng Q. Tiếp theo ta thấy là số 0 là bội của mọi số nguyên khác không. Vì với mọi số nguyên B đúng không? Ta có là B nhân với 0 thì được 0. Như vậy 0 nó sẽ chia hết cho mọi số nguyên B, hay 0 chính là bội của B, của mọi số nguyên B khác 0. Tiếp theo thì ta thấy là ta không có phép tính tại vì số 0 đúng không? Số 0 nhân với mọi số nguyên đều ra 0 hết. Nên là ta thấy là cũng số 0 sẽ không phải là ước của bất kỳ số nguyên nào. Tiếp theo ta thấy là mọi số nguyên đều chia hết cho 1 và âm 1, nên ta nói 1 và âm 1 là ước của mọi số nguyên. Và tương tự như hồi kỳ 1 ta cũng có là nếu C là ước của số nguyên A và C cũng là ước của số nguyên B, vậy thì C chính là ước chung của số nguyên A và B. Và ta có thể ở ví dụ 2 này, ta có thể kể được tập hợp các ước của số 8. Thì ở kỳ 1, ở phần chương 1 chúng ta học ước của số 8 chỉ gồm số 1,
2, 4 và 8, đúng không nào? Bây giờ chúng ta học số nguyên âm. Thì 8 còn có thêm các ước nguyên âm như là âm 1, âm 2, âm 4 và âm 8. Và tương tự như vậy, ở chương 1 chúng ta học rằng là bội của 3 chỉ gồm các số tự nhiên là 0, 3, 6 và 9. Nhưng bây giờ ngoài ra bội của 3 nó còn gồm các số nguyên âm nữa, là số âm 3 này, âm 6 này, âm 9. Đó. Phần 2 của chúng ta là tính chất. Ví dụ 1 đầu tiên cô có là cô thấy số âm 16 chia hết cho số 8, đúng không? Tại vì cô thấy 8 nhân bao nhiêu được âm 16 nhỉ? À, cô thấy 8 nhân âm 2 được âm 16, nên cô nói là âm 16 chia cho 8 này. Sau đó cô thấy 8 cũng chia hết cho âm 2, tại vì là âm 2 nhân 4 được 8, đúng không? Bây giờ câu hỏi đặt ra là vậy thì âm 16 có chia hết cho âm 2 hay không? À, ta thấy là âm 2 nhân 8 được âm 16, đúng không? Như vậy là âm 16 có chia cho âm 2. Một điều đặc biệt ta thấy là âm 16 chia cho âm 8 này, chia cho dương 8. Sau đó 8 lại chia hết cho âm 2. Vậy thì từ đây cô suy được là âm 16 này phải chia hết cho số âm 2. Như vậy tổng quát lên ta sẽ có tính chất thứ nhất. Tính chất 1 là nếu cô có A chia hết cho số nguyên A, chia hết cho số nguyên B, số nguyên B lại chia cho số nguyên C, thì từ đây cô suy được là số nguyên A phải chia hết cho số nguyên C. Tính chất tiếp theo, ví dụ thứ hai, cô thấy là 6 chia hết cho âm 3, đúng không? Ví dụ bởi vì là âm 3 nhân 2, âm 3 nhân âm 2 được dương 6 mà, nên thấy là 6 chia cho âm 3. Và đây cô sẽ kiểm lấy thử 7 nhân 6 nhé. Bây giờ câu hỏi đặt ra là 7 nhân 6 có chia cho âm 3 hay không? Ta thấy là 7 nhân 6 bằng 42, đúng không? Và âm 3 thì nhân âm 14 được 42. Như vậy là 7 nhân 6 cũng chia hết cho âm 3. Như vậy đây là với ta có số 6 chia cho âm 3, thì ta suy được là số 6 nhân với mọi số nguyên bất kỳ thì cũng đều chia hết cho âm 3. Như vậy ta sẽ có tính chất 1. Chất thứ 2 là nếu cô có số nguyên A chia hết cho số nguyên B, từ đây cô suy ra là khi cô lấy số nguyên M nhân với A thì cũng phải chia hết cho B, đúng không? Với M là một số nguyên bất kỳ, là M thuộc Z. Và chúng ta cùng học tiếp tính chất thứ 3. Thì ta cùng quan sát ví dụ thứ 3 sau đây nhé. Ví dụ thứ 3 ta có là ta thấy 4 chia hết cho âm 2, đúng không? Rồi âm 6 cũng chia cho âm 2. Bây giờ ta kiểm tra thử cho cô nhé. Thì 4 cộng âm 6 có chia cho âm 2 hay không? Ta thấy 4 cộng âm 6 là âm 2, đúng không? Và đương nhiên là âm 2 cũng chia hết cho âm 2 rồi. Tiếp theo, ta xét tiếp hiệu cho cô nhé. Cô lấy 4 trừ đi âm 6 thì sao? 4 trừ đi âm 6, ta được 4 cộng 6 là dương 10. Và dương 10 cũng chia hết cho âm 2. Như thấy là với hai số A và B đều chia cho số nguyên C, thì tổng của chúng là A cộng B cũng chia cho C, và hiệu của chúng là A trừ B cũng chia cho C. Vậy là còn tính chất thứ 3 là nếu A chia hết cho C, B chia cho C, thì ta suy được là A cộng B cũng chia hết cho C, và A trừ B cũng chia cho C.
Vậy đó là ba tính chất quan trọng của phần bội và ước của một số nguyên này, chúng ta cần nhớ nhé. Hỏi chấm 4 thì bài yêu cầu là chúng ta hãy tìm ba bội của âm 5. Câu A, ba bội của âm 5. Thì muốn tìm bội của số âm 5 đúng không? Chỉ cần là lấy âm 5 nhân với các số nguyên. Ví dụ là âm 5 nhân 0 thì được 0 đúng không? 0 là bội của mọi số này. Âm 5 nhân 1 thì vẫn là âm 5 này. Âm 5 nhân 2 là âm 10. Đấy. Câu B, hãy tìm các ước của 10. Ước của âm 10. Ta xem là âm 10 chia hết cho các số nguyên nào nhỉ? Đương nhiên là âm 10 chia cho 1 rồi. Và âm 10 cũng chia cho âm 1 đúng không? Và âm 10 chia cho âm 2. Tại vì âm 10, tại vì ta thấy là âm 2 nhân 5 được âm 10 đúng không? Rồi, đó là bài, đó là phần lý thuyết hôm nay về bội và ước của một số nguyên chúng ta cần nhớ nhé. Như vậy là các tính chất của bội và ước của một số tự nhiên nó cũng giống với tính chất bội và ước của một số nguyên. Và ta thấy một điều đặc biệt đây là so với tập hợp số tự nhiên thì khi ta xét bội và ước của một số trong tập hợp số nguyên thì nó sẽ gồm cả các số nguyên âm và cả số nguyên dương. Đó là điều chúng ta cần nhớ nhé. Bây giờ chúng ta cùng cô làm bài, các bài tập áp dụng này. Chúng ta cùng làm bài 101. Hãy tìm 5 bội của 3 và âm 3. Muốn tìm bội của 3 đúng không? Thì cô lấy 3 nhân lần lượt các số nguyên. 3 nhân 0 thì vẫn là 0. 3 nhân 1 là 3. 3 nhân 2 là 6. Và 3 nhân âm 1 thì là âm 3. 3 nhân âm 2 là âm 6. Đó. Tiếp theo cô tìm 5 bội của âm 3. Sẽ là ta lấy âm 3 nhân 0 mới là 0. Âm 3 nhân 1 là âm 3. Âm 3 nhân 2 là âm 6 này. Rồi cô có thể đảo ngược lại, có thể âm 3 nhân âm 1 thì là dương 3. Âm 3 nhân âm 2 thì là dương 6, đúng không nào? Đó. Tiếp theo bài 102. Tìm các ước của âm 3, 6, 11 và âm 1. Ta sẽ trả lời là các ước của âm 3 là, ở đây ta có âm 3 sẽ chia hết cho 1, chia cho 3 đúng không? Thì như vậy nó cũng chia cho âm 1 và âm 3. Tiếp theo các ước của 6. Ước của 6 gồm có 1, 2, 3 và 6 đúng không? Sau đó cô có thể kể đến các ước mang dấu âm là âm 1, âm 2, âm 3 và âm 6. Tiếp theo ta kể ra các ước của 11. Ước của 11 ta có số 1 đúng không? Và số 11. Tương tự ta có số nguyên âm là âm 1 và âm 11. Tiếp theo ta kể ra các ước của âm 1. Là số 1 và số âm 1. Đó là bài 102. Bài 103. Cho hai tập hợp số A và B. Câu A hỏi là có thể lập được bao nhiêu tổng của dạng A cộng B
với phần tử A thuộc tập hợp A và phần tử B thuộc tập hợp B. Trong các tổng trên có bao nhiêu tổng? Chia hết cho 2. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ viết là các tổng có thể lập được là, đúng không nào? Đầu tiên cô kể ra, cô sẽ nhặt. Đầu tiên là số 2, đúng không? 2 cộng 21 này. Tiếp theo, 2 cộng 22. Tiếp theo, 2 cộng 23. Và sau cô lại nhặt tiếp số 3 và cộng với lần lượt 3 số hạng của B. Thì là 3 cộng 21, 3 cộng 22, 3 cộng 23. Tiếp theo cô nhặt số 4 thì 4 cộng với 3 số hạng của B, tức là 4 cộng 21, 4 cộng 22, 4 cộng 23. Sau đó cô nhặt tiếp số 5 thuộc A và cộng với 3 số hạng của B, tức là 5 cộng 21, 5 cộng 22 và 5 cộng 23. Cuối cùng cô lấy số 6 này, cô nhặt với cộng với 3 số hạng của B thì là 6 cộng 21, 6 cộng 22 và 6 cộng 23. Đó, và chúng ta lập được bao nhiêu tổng đây? À, chúng ta lập được là 15 tổng. Đúng không? 5, ta có đây có tập hợp A có 5 số hạng đúng không? Mà mỗi số hạng của tập hợp A chúng ta ghép sang đây thì với một số hạng của tập hợp A chúng ta có 3 tổng. Mà đây tập hợp A có 5 số hạng. Như vậy cô sẽ có là 5 nhân với 3 là bằng 15 tổng. Hỏi trong các tổng trên có bao nhiêu tổng? Chia hết cho 2. Chúng ta nhìn các tổng chúng ta vừa kể và trả lời câu hỏi là có bao nhiêu tổng chia hết cho 2. Để có được tổng chia cho 2 thì cô có hai trường hợp xảy ra. Chia cho 2 là số chẵn đúng không? Thì để được kết quả là số chẵn thì như vậy chúng ta cần đó là phép tính của gì nhỉ? À, trường hợp 1 thì để được tổng của hai số ra một số chẵn ấy, thì ta có thể xảy ra trường hợp đó là chẵn cộng chẵn. Hai số chẵn cộng với nhau thì cũng được kết quả là số chẵn. Và tiếp theo có trường hợp là lẻ cộng lẻ thì hai số lẻ cộng với nhau cũng được kết quả là số chẵn. Vậy chúng ta xem cặp nào nó là chẵn cộng chẵn và lẻ cộng lẻ là sẽ chọn. Vậy đầu tiên cũng có cặp 2 cộng 22 này. Còn với số 3 ta có 3 cộng 21 này. 3 cộng 23 này. Với số 4 thì cô chỉ lấy 4 cộng 22 là hai số chẵn. Với số 5 là số lẻ thì nó phải cộng với số lẻ là 5 cộng 21, 5 cộng 23. 6 là số chẵn thì ta chỉ có 6 cộng 22 thôi. Vậy ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có 7 tổng là chia hết cho 2. Chúng ta nhìn tiếp bài 104. Tìm số nguyên x biết câu A là ta có 15 nhân x bằng âm 75. Như vậy x của chúng ta sẽ bằng âm 75 chia cho 5. Thì chúng ta sẽ nghe cô gợi ý hướng dẫn cách chia nhá. Muốn chia số nguyên ý, thì chúng ta sẽ phải giấu trước. Về dấu của phép tính chia thì y hệt như phép tính nhân. Như vậy cô đang có âm chia dương thì kết quả mang dấu âm. Sau đó cô lấy hai giá trị để đối chia cho nhau. 75 chia cho 5, cô được kết quả là 15. Vậy x bằng âm 15. Câu B, ta có 3 nhân giá trị tuyệt đối của x bằng 18. Như vậy chúng ta phải tìm cái anh giá trị tuyệt đối của x ra.
thì x này sẽ bằng 18 chia cho 3. Như vậy các anh giá trị tuyệt đối của x này bằng 6. Như vậy có số nguyên nào mà giá trị tuyệt đối của nó bằng 6 nhỉ? À, đó là số 6 và số âm 6. Thì chúng ta suy được là x thuộc số 6 và số âm 6. Với hai số này thì giá trị tuyệt đối của nó đều bằng 6. Chúng ta làm tiếp bài 105. Hãy điền số vào ô trống. Đầu tiên cô có 42 chia âm 3. À, vậy thì cô sẽ giúp chúng ta có kiến thức chuẩn bị nhá về dấu của phép tính chia. Thì hoàn toàn giống như phép tính nhân. Cô có dương chia dương. Thì nó chính là chia số tự nhiên thôi, kết quả mang dấu dương. Âm chia âm thì cũng mang dấu dương nhé, nó giống như phép tính dấu và tính nhân. Còn dương chia âm, hai số khác dấu chia cho nhau, kết quả mang dấu âm. Cuối cùng là âm chia dương thì chúng ta sẽ thấy là kết quả của chúng ta cũng sẽ mang dấu âm. Như vậy chúng ta thấy là khi có hai số nguyên chia cho nhau, nếu hai số nguyên này cùng dấu thì kết quả chúng ta mang dấu dương. Còn nếu hai số nguyên này khác dấu, kết quả mang dấu âm nhá. Vậy thì chúng sẽ áp dụng vào để làm bài 105 này. Đầu tiên cô có dương 42 chia âm 3, kết quả mang dấu âm rồi. Và ta có 42 chia 3 được 14. Như vậy kết quả là âm 14. Tiếp theo nếu cô có thương phép tính chia là 5 và b bằng âm 5 đúng không? Thì số mấy chia cho số âm 5 được số 5. À, muốn tìm số A này cô sẽ lấy 5 nhân âm 5, cô được âm 25 đúng không? Kiểm tra lại cô lấy âm 25 chia âm 5 thì bằng 5. Tiếp theo đây, ta có là 2 chia cho B được âm 1, thì B bằng 2 chia âm 1 đúng không? Thì B bằng âm 2. Tiếp theo ta có âm 26 chia cho giá trị tuyệt đối âm 13. À, ta có giá trị tuyệt đối của âm 13 thì vẫn là bằng 13. Và âm 26 chia cho dương 13, số âm chia số dương, kết quả vẫn mang số âm. Và cô lấy 26 chia 13 thì được 2, được kết quả là âm 2. Thì ở đây cô lấy A chia B là 0 chia 7 thì vẫn là bằng 0. Tiếp theo cô có 9 chia âm 1 thì dương chia âm, kết quả mang dấu âm. Và cô lấy 9 chia 1 thì được 9. Như vậy 9 chia âm 1 được âm 9. Bài 106 là một câu hỏi rất là hay. Có hai số nguyên A và B khác nhau nào mà A chia hết cho B và B lại cũng chia hết cho A không nhỉ? Thì A và B nó là hai số đặc biệt nào nhỉ? Hai số đặc biệt nào? À, ai đã nghĩ ra được rồi nhỉ? Bài 106 này chính là số nào nhỉ? À, chính là số 1 và số âm 1. Cô thấy là 1 chia hết cho âm 1. Đúng không? 1 chia âm 1 thì được bao nhiêu? Vẫn đồng âm 1. Và cô thấy là âm 1 thì cũng chia hết cho 1 đúng không? Âm 1 chia cho 1 cũng bằng âm 1. Vậy đây là hai số nguyên A và B khác nhau. Mà ta thấy là A cũng chia cho B và B lại cũng chia cho A. Đó, đó là bài 106. Như vậy chúng ta đã luyện tập xong bài hôm nay, học xong bài là bội và ước của một số nguyên. Chúng ta thấy là các cái định nghĩa và tính chất của nó thì khá tương đồng với bội và ước của số tự nhiên. Và chúng ta thấy là có một điều mới lưu ý hơn là chúng ta chỉ cần bổ sung và tập hợp bội và ước các số gì nhỉ? Các số đối đúng không? Các số nguyên âm đấy. Rồi, cảm ơn các em đã theo dõi bài học hôm nay. Và đây cũng là bài lý thuyết cuối cùng của chương 2 số nguyên. Chúng ta sẽ cùng gặp lại cô ở bài học sau là bài ôn tập về số nguyên nhé.